mày má má chạy lộn gì xóa hồ xiêm á con thế hả à, chứ kỹ má lộn xóa chỗ ông cha lộn gì xóa nó khởi đại mùi bắt chữ thì chùa mà rồi à, chứ kỹ má xóa đó con thì họ xót thì cha nhé vâng bao kệ cho tôi đó bao xài em cũng lần đầu tiên làm cái mì ý này con gái chỉ em không biết bỏ xót gì xót gì luôn con gái nó để xót không có chanh vàng bỏ chanh xanh chanh xanh này chín mì ý em cũng luộc xong nè luộc cũng 18 phút cái nó hơi mềm mềm có rị cũng luộc xong luôn luộc với muối xíu mình trộn vô nó cái chanh nó mới có chua chứ. Chua chua ngon gắn chỉ mấy cái sốt này nè đây là em lần đầu tiên nấu rồi nấu nấu theo cách của mình không có giống cái mì ý mà có sữa với lại có bơ đồ nhiều đó em không thích ăn bơ với lại sữa đồ không thích xong em bỏ mì ý vô thấy cũng ngon ngon xong bếp này giống mì xào quá mì người ta làm bơ với lại tỏi còn nhiều nhiều mình theo làm cách như vậy giống mì xào
thấy người ta làm món này có sữa với lại có bơ rồi nhiều nhiều. Tự nhiên không thích ăn cái ha, mấy cái bơ đó. Làm theo ý của mình. Cái đó không có giống giống mì xào. Xong. Nhìn đẹp đẹp hết gì vô nhìn thấy đẹp á, xanh xanh. Một chút xíu tiêu vô cho ngon.
Rồi hả bông với đậu hũ mình bỏ muối thôi. Ok, tắt bếp, chín rồi. Cái baby nấu cải đẹp xanh với lại chả cá bánh gừng là xong rồi, nước canh chả cá. Mở đầu video em mến chào các anh chị và các bạn, các em và các cháu và cô chú. Hello, my friend Janice. Everybody. Hôm nay con gái lớn kêu em chỉ nấu chè đậu. Đậu này em ngâm 12 tiếng đó. Rồi em nấu 2 tiếng đồng hồ. Đó, 2 tiếng rồi đó. Nở rất là đẹp nè. Em để rửa. Nó sôi nửa tiếng, lửa milligum rồi sau cùng thì em để rửa số 3 thôi. Còn nếp thì em đông một chén rưỡi, một cái chén ăn cơm, đông chén rưỡi nếp.
chén đĩa nếp là 10 chén chén nước. Nấu theo công thức của các anh chị, bạn em các cháu mình thích nó đặc thì mình bớt nước lại chút. Nhà em mua đậu này, tìm qua mạc nè, em ngâm 2 gói 450g là 900g, em nấu 900g là 2 gói. Mà má chiếm tàu chứ nè, Rosie là thu bếp, ok. Thu bếp là theo áo à. Theo áo à. Ừ, chìm, theo áo à. Năng bỏ tàu trời lên quanh bếp một tí nữa. Chiếm chui, sởi hụt bếp. Chiếm hồi, chữ hồi ngon con nè, thấy. Ờ, chiếm theo áo à đó. Ho chìm, ờ ho, sởi ho cho chìm. Sởi dần là seven time một chút hộp bé á, chìm. Ừ. Ánh tàu trời lên chữ thu bé còn mà má mà. À, còn bỏ ánh trời lên quanh bé một tí cho. Tí, bữa nào qua mà. Nó chỉ cài mà má mệt chút á. Mệt chút rồi thôi. Chút chứ ngon nè. À, má bởi chút chứ nào, cô quá đông quá kìa. Phá bớt nè. Chút chứ ngon. Thật cả ua màu má. Phải u mà má chứ nữa. Chia từ mong với nè. Má mày quên hết trước kia. Quên u cả hết. Là thèn mua đồ ok. Thèn mua đồ. Thèn u. Giặt u đó. Giặt u chui. Ai nạp là thầy 11 cũng tí nữa. Mà má thầy thèn u. Chữ chí gà nha, đồ kẹo kẹo nè. Chữ kẹo giá xét cho lọ sugar thôi. Nó đang lọt có ém nó hồi sầu huyết á. Hồi mấy mẻ ăn thứng trời cho con. Đó, kẹo kẹo dằn muối vậy đó. Đó. Nó tỉnh đi kẹo kẹo nó cái lọ tàu đó. Tàu mà má chữ thu áo vờ cho ba. Chả cha dù miligum. Ho ảo dù number 3 ha giờ. Hề xì lô hú á. Chữ tơ lý mini thôi. Nó dù number 3 hú ha chứ gì. Là mất cả number 3 à. Nó hồi gì lô người đó. Chữ two hour. Two hour. Yeah, two hour đó. Nó còn chiếc gà lên chai lã vậy, tò dằn muối vậy. Chai lã rồi. Nó còn ý xét cái lọt. Nó chỉ ém mà còn sót á. Là búa xong xì sót. Cả sót lại mất kia. Ém. Lọt ém hồi ngon. Chẳng xí lo tí rồi. Hồi chút thì nghe. Lấy máy lọt thôi. Lọ hép hép sân xí thôi. Này hết. Phun xét cho lọ, má bò mày outside đây chưa? Xí nó lọ ém lọ chút rồi ngon. Rồi. Hủy ti á, miếng lọ sugar cả trời bọn bò rút. Đó hệ nghĩa y lập mới y bò phụ ok, ém. Mà má chữ cho ta cũng tơ đi mấy nhịp rồi đó. Đó y kẹo kẹo nghe chưa? Dằn súp muối á. Nó đang lọ ém hết sân xí đó. Cũng đang lọ sugar cũng kém thì sao biết rồi. Thôi cái này chữ lên gùa nhưng mà má hề sẽ ghe đờ. Sẽ ghe đờ hủi vút. Tàu là thúi. Rồi kẹo kẹo chai lã cho con. Cái kẹo lã rồi bó đi nè, bò đi tự si à. Nói chứ mò rồi YouTube chứ mà má hề khí hồ hồ. Còn bé bị chứ rồi con. Má khí hồ chứ. Ủa tao mà má chứ không có số em trai má chứ mọi YouTube chứ em cho lửa số 3 thôi, lửa số 3 chữ chí cài rằng quên áo ở cho ngon đó chí cài nha. Ủa, kẹo kẹo cho ngon đó con. Nó thuần nó hề tàu hoa dù hề coconut cái sugar đó. Còn nặng hồ nặng nặng chữ hề là mắc kết bờ đây nặng hề coconut outside nhưng mà nó chữ ca kỳ nó lọt inside together cái chữ hề cho hề
chữ nắp nạp ngon, nó to sụt cũng ok rồi. Nó ai chiếm tàu chứ đâu, nó chỉ sở hữu cái rồi con. Sở hữu việc cái này nó cho chìm. Sở dần xe bên tham hả chìm chút chú. Chiếm máy khá khô quá đờ, dần 80% quá đờ, như nem ấm, nem khô ok. Máy khá khô, khô thật tỏi. Nó chiếm dần, dần phai áo ở nó thân chui. Thân chui thì khô. Đó, mà máy. Theo áo ở xì ngon xì. Chủ nghĩa luôn nha. Bò miếng đi. Nó sợi ho, nó cho chiếm chui gút. Sút sợ ẹt rồi đó. Mày hãy kiếm từng thoại. Mày hãy kiếm. Nó lấy cái kia hộp kiếm rồi, mày hãy kiếm. Mà má hãy kiếm thì bè đời. Rồi. Nó lọt tàu cái coconut, cái sugar, nó dành hồi cuốn dành nai thêm miếng nhịt thôi cho tắt thua cho bà con. Hồi kẹo kẹo ngon, tòi á, kẹo, bò sút chui. Còn đứa hề thôi, đứa hề sugar, cái coconut thôi, đứa khá me ớt á, thì bò ngon, thì bò kẹo. Nó chữ nghĩa sút chui bò ngon, khui xì lô, kẹo ngon. Mà má nè sugar nè. Thu khắp chưa? Chứ em thu khắp hả? Ừ. Nó lọ quanh khắp ha, từ từ đó. Lọ hét ha. Lọ má lọ quanh khắp rồi nó thử rồi quanh khắp ha, xin. Vậy. Quanh khắp cho con này cơm đau con. Con này khi bùi con nó khực cái tháo khi đó có mấy giờ cúc đầu á lõi chứ ạ gì hơn đó đi. Cúc đầu thì ảo cho nó quậy vào má rồi. Nó lõi sugar nghĩa là thùn là nó cho phải bò sầu huyết nó lõi mò đấy. Mà phát trời, phát ti còn ngon. Có cái này chứ bấm luôn. Như bởi cỏ tóc xốp á. Mà má bởi là cô với bò hột xa lờ dùng cà phí nó ngon chứ béo rồi nhờ. Chứ rồi mới rút rồi. Cuốn khôn chỉ cài hệ ảo cho lo cho các con nó cúc đầu quá vậy cái vì tham phải hệ nghề khí ok nó lo cho phan hồi cuốn anh em mà má lại xin xíu thử máy thử cũng thử nó lại xin xíu ao sai thử cái đây ướt lá là ấy cái tì xin bùi tiên chi loại có ém nè ém mò bùi tiên nha hép ém nè loại hép ém nữa là trời quanh xung xí ém á cho các con xót nè nâng lọ cây mò sugar nữa rồi. Ok. Nghe mà má lọ
cho nên thu khắp nó lọ one half rồi đó, one half sugar dạ. Lọ one half à, con one half ok good rồi đó. Lá là nó ế con, lá nghe ra nó cái nghe ra cái khiên nghe ra sao nghe ra ok ngon chứ. Tao khá chơi nó chừa lái lại mà má chữ chơi one bet rồi ok, tao má chữ thu bet dù chứ thu quá rồi. Lọ bé bi hết tao thấy không đó, rằng là có mới chứ mới là one bet tao chìm thấy ok, tại chứ mà má mới thu. Bùi coi xét cho hể, phải không cho hể. Tào mén, tại vì nạp còn mén này cả cha. Tám lọ tào hồi chữ đi nè, dạng 19 minute thôi năng cho lọ khô cái này chứ. Hồi kẹo á. Ok. Cứ cơm này. Cứ cơm này. Nè. Má lọ chú đi sở hồi máy ăn. Chữ chi gà rằng à chữ rằng 35 minute nó năng lọ sugar đó. Nó lọ ém. Mấy hiếm coi con. Nó lọ coconut nước cốt nhì chứ nước cốt đầu hay ai cần xếp cho lo ok. Rồi má lọ tàu đó. Quậy nể rồi má. Quậy đó. Quậy con. Nể cái rồi. Tàu phải chơi nó chưa lấy tại má kiếm phải thu bếp. Quanh bếp tàu thế tại má mới thu bếp nó khựng khị chữ cái ổn ok không sạch sẽ còn cái gầy nó hễ tọt đó ok sạch sẽ là vậy nó ế con cả 20mg khi lá má kỹ nó quậy nè con nhìn ra lọ tàu ho dù hội chữ rằng 19 mới nhìn thôi 19 mua xì lô chữ hội kẹo năng chả hay bò sút chui á như đằng chả như cho bò sút chua đờ ho mua xì lô lái ok number 3 ha nuôi number 3 hồi dạng 19 theo đến minute chúng tiên nó con ho hồ lọ tàu ho dạng 10 minute năng cho lọ nước cốt đầu coconut cây tháp á đó còn lọ sugar lên cái coconut number 3 nước cốt gì đó không quậy gì hồi kẹo chữ soi với chữ cái thứ tiếp no chữ soi cái thứ tiếp hồi này tòi tòi bò ngon con năng lọ coconut nha chữ dạng 35 minute 40 minute thế năng cho lọ sugar ok hồi dạng tàu chả cha mà lư lọ sugar nó hồi tòi bò ngon đó mà má nhào có order tí rồi mà má chữ có order hay nạp xí lọ hép á hép cũng như má chữ che chứ là one pet tàu đó one pet chứ rồi trời có sao tá con bò mới hén trời tàu nó hồi yên gì nha hồi năm bờ thi nay thiên theo đến minute nó cho lọ thêm minute nó lọ nó cúc đầu ok ta xếp không
kẹo. Đi đâu rồi? Đi nè má ơi. Đi nè. Đi nè. Happy ha. Đi chơi chơi. Ừ, chơi chơi thu đề là sự bò quốc vậy. Nó chỉ chơi happy. Đi happy á, mọi cái ai chơi happy vô nè, đó. Này happy nè. Đó, happy nè. Chị gái lo dặn 5 minutes thôi, nó vô tốt thôi rồi con, ok. Ừ. Quay nè, tao cũng ok. Ôi, number 3 thì lô. Number 4 cũng kìm đấy. Kìm cái má, mấy cái. Cái như vậy tao ok tao sẽ thu khắp số giờ. Cha mã lọ hoành hết bị chỉ chia lọ liệu không ạ? Áo nó yêu vừa khói khói nhau kỹ nít đấy không? Cực kính. Má chữ chút đó. Ngầu nè, tơ đi 5 minutes thôi, dù lọ sốt quanh xương xí nha. Quanh xương xí, muỗng tay. Nó dù tơ đi 5 minutes chút mới nạp nha. Nó dù lọ coconut. Nước nhì ok. Nước nhì nó tó dần number 2. 2% là chi. Họ ếch nó lọ chỉ toi. Lọ chỉ toi cũng cho ta dần 19 minutes rồi đó. Mà thì mini thôi rồi kẹo người ra lọ sugar cái nước cốt nhì mới lọ là cũng này thì mini này thì mini thôi chứ mà lá lọ nước cốt đầu đó ok đó cũng ho ta sẽ nghe nghe đây có organic outside cái uôi lành gùa lọ chứ gì ho. Ừ. Vậy cái kia con. Vậy hồi dần thì hồi dần 5 minutes thôi cho tốt ok. Ừ. Ok ta sẽ. Ok má. Ok. Xếp rồi.